Xin chào tất cả các em học sinh thân mến, và hôm nay chúng ta sẽ qua một bài mới, đó là bài số 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Vậy thì từ tên lại bài học thì chúng ta đã thấy điều cần thiết trong này rồi đúng không? À, đây sẽ có hai đường thẳng A và đường thẳng B. Sau đó chúng ta sẽ có một đường thẳng C cắt đường thẳng A và B. Đường thẳng C ha, cắt A và B như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu xong trong bài này là có những cái góc nào tạo bởi một đường thẳng cắt hai cái đường thẳng như thế này. Vậy thì một đầu tiên chúng ta sẽ học đó là góc so le trong và góc đồng vị. Vậy ở đây có hai khái niệm chúng ta cần biết, đó là góc so le trong và góc đồng vị. Vậy thì cô sẽ ký hiệu lên hình cho các em nha. Đây là đường thẳng A và đường thẳng B. Có đường thẳng C cắt cả hai đường A và B như thế này. Đường thẳng A và đường thẳng C sẽ cắt nhau tại điểm điểm A ha. Đường thẳng C và đường thẳng B sẽ cắt nhau tại điểm điểm B. Đây ha. Và các góc được tạo thành, cô sẽ ký hiệu như sau. Đường thẳng C cắt đường thẳng A tại vị trí là A, tạo ra bốn góc là 1, 2, 3 và 4. Đường thẳng C cắt đường thẳng B tại vị trí là điểm B và tạo ra các góc là B1, B2, B3 và B4. Vậy ở đây cô sẽ xét hai cặp góc như sau. Cô sẽ xét góc A1 và góc B3. Này, cô xét góc A1 và góc B3. Thì các em cùng xem cho cô nè. A1 là góc này. Đúng chưa? Góc B3 là góc bên này. Vậy thì như vậy cô đặt cái đường thẳng C là cái thước này của cô ha. Vậy thì các em thấy là góc A1 nằm ở phía bên phải của đường thẳng C, còn góc B3 nằm ở phía bên trái của đường thẳng C, đúng chưa? Cô có này. A1 nằm A1 thì nằm bên phải của C đúng không? Đường thẳng C. Còn B3 thì nằm ở phía bên bên trái đúng chưa nào? Nằm phía bên này là bên trái ha. B3 thì nằm phía bên bên trái ha. Bên trái của đường thẳng C. Sau khi xét vị trí của A1 và B1 với đường thẳng C thì cô sẽ xét A1 và B1 sẽ nằm như thế nào trong hai cái đường A và B. Vậy thì ở phía này nó nằm ở phía trong của A và B đúng chưa nào? A1 và B3 đều nằm ở phía trong của hai đường đường A và B. Vậy là A1 và B3 nằm bên trong đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì với những cái yếu tố như thế này thì cô nói góc A1 và góc B3 là hai góc so le trong. Tức là như thế này, khi cô có một đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B tạo ra các góc như thế này, thì cô sẽ xét các vị trí của các góc. Ví dụ ở đây là góc A1 và góc B3, thì cô thấy là cả hai cái góc này đều nằm phía trong của góc của cái đường thẳng A và đường thẳng B này, tạo thành cái vùng phía trong như thế này, đúng chưa? Tiếp theo là
A1 và B3 nằm ở khác phía của đường thẳng C, hay còn nói khác là nó nằm so le, ở hai phía khác nhau là so le đúng không? Đó, thì cô gọi là hai góc A1 và B3 là hai góc so le trong. Tức là nó cùng phía nằm phía trong của hai đường thẳng A và B và nó sẽ so le, vị trí so le với nhau, hoặc là chúng ta có thể nhìn như thế này này. Đây là đường thẳng A, đường thẳng B, đây là đường thẳng C, nó sẽ tạo ra một chữ Z như thế này. Các em thấy chữ Z không? Và hai cái góc A1 và B3 nằm ở hai cái đầu của chữ Z như này thì được gọi là hai góc so le trong ha. Nó nằm phía trong của hai cái đường thẳng và nằm vị trí so le của cái đường thẳng cắt ha. Vậy là chúng ta sẽ được góc A1 và góc B3 là hai góc so le trong. Rồi tiếp theo có cặp góc nào tương tự như vậy nữa không? Chúng ta nhìn nè, ở vị trí như vậy thì chúng ta thấy là có hai cái góc A4 và B2 cũng nằm ở khác phía của đường thẳng C và nằm phía trong của hai đường thẳng A và B, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta có góc A4 và B2 cũng là hai góc so le trong. Vậy ở đây mình có các cặp góc so le trong này. À, thế là đầu tiên là góc A1 và góc B3 ha. Là một cặp góc so le trong. So le trong ở đây là vị trí của nó đối với nhau ha. Góc A1 và góc B3 là so le trong với nhau. Tức là so sánh giữa vị trí của hai cái góc này thì nó nằm ở vị trí là so le trong. Tiếp theo là góc A4 và B2 đúng chưa nào? A4 này và B2 cũng là hai góc so le trong nha. Vậy là mình có hai cặp góc so le trong. Tiếp theo cô sẽ xét cặp góc đó là góc A2 và góc B2. Hai góc này thì các em nhìn nè, đối với vị trí của đường thẳng C thì hai góc A2 và B2 cùng nằm phía bên bên nào của đường thẳng C nhỉ? Bên phải đúng thế nào? Vậy là A2 và B2 cùng cùng nằm bên phải của C này ha. Đó, nó cùng nằm phía bên phải của đường thẳng C và góc A2 thì nằm trên đường thẳng A đúng không? Nằm phía trên của đường thẳng A này. Đó, đây là phía trên ha, dưới này là phía dưới. Đây là đường thẳng A thì góc A2 nó nằm ở phía trên của đường thẳng A. Tiếp theo góc B2. Góc B2 ở đây và đường thẳng B của mình nằm ở đây thì nó nằm ở vị trí là phía trên của đường thẳng B luôn. Vậy là A2 cũng nằm ở phía trên và B2 cũng nằm ở phía trên đúng không? Vậy thì hai góc như thế này chúng ta gọi là hai góc đồng vị. Vậy thì cô gọi hai góc A2 và góc B2 là hai góc đồng vị ha. Đồng ở đây là cùng vị, là vị trí. Đồng vị tức là cùng vị trí ha, cùng vị trí tương đối thôi ha. Chúng ta có nè. Đó, bây giờ chúng cô sẽ nói lại một lần nữa ha. Chúng ta có này, đây là đường thẳng C. Chúng ta xét góc A2 và góc B2 thì chúng ta thấy là góc A2 và B2 cùng nằm phía bên phải của đường thẳng C. Tiếp theo chúng ta sẽ xét vị trí của góc A2 so với đường thẳng A là chúng ta thấy nó nằm ở phía trên đường thẳng A. Góc B2 thì nó nằm trên đường thẳng B. Và vậy hai góc này cùng nằm ở vị trí phía trên của hai đường thẳng chúng ta so sánh. Và chúng ta thấy rằng nó cùng vị trí, nó tương đối giống nhau thì gọi là vị góc đồng vị ha, cùng vị trí ha. Vậy thì mình có các cặp góc đồng vị ha.
Đầu tiên là góc A2 và góc B2 đúng không? Tiếp theo, vậy thì mình sẽ xét thêm góc A1. Góc A1 sẽ đồng vị với góc nào nào? Góc A1 này là nằm ở phía bên bên phải của đường thẳng C và nằm phía dưới của đường thẳng A. Vậy thì mình sẽ tìm một góc nằm ở bên phải của đường thẳng C và nằm bên bên dưới của đường thẳng B, tức là góc B1 đúng chưa? Vậy là góc A1 và góc B1 là hai góc đồng vị nữa ha. Góc A1 và B1 là hai cặp góc đồng vị. Tiếp theo là góc A3 đi ha. Mình xét A3 này. A3 thì nằm phía trên cùng nằm bên mình sẽ xét nằm bên phải của nằm bên trái của đường thẳng C. Thì A3 là nằm phía trên của đường thẳng A. Mình sẽ tìm một góc nằm phía trên của đường thẳng B, tức là góc B3 ha. Chúng ta sẽ có là A3 và B3 là một cặp góc đồng vị nữa đúng chưa? Tiếp theo, còn góc A4 đúng chưa? Mình sẽ xét này, nó nằm bên trái của đường thẳng C. Vậy thì mình sẽ nhìn phía bên trái của đường thẳng C thôi ha. Góc A4 nằm phía dưới của đường thẳng A này, cho nên mình sẽ nhìn góc nằm phía dưới của đường thẳng B là góc B4. Vậy mình có góc A4 và góc B4 là đồng vị ha. A4 và B4. Rồi, vậy là cuối cùng sau cái hình ảnh này thì chúng ta tìm thấy đó là hai cặp góc so le trong là góc A1 và góc B4 à B3. Góc A4 và góc B2 đó là hai cặp góc so le trong. Tiếp theo chúng ta có bốn cặp góc đồng vị, tức là vị trí giống nhau á. Thì mình có góc A1 với góc B1, góc A2 với góc B2, góc A3 với góc B3, góc A4 và góc B4 là bốn cặp góc đồng vị ha. Vậy là mình đã vừa tìm hiểu xong cái phần vị góc so le trong và góc đồng vị đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu phần chấm hỏi một trong sách giáo khoa ha. Chấm hỏi một trong sách giáo khoa yêu cầu chúng ta là vẽ đường thẳng XY và ZT. Đường thẳng XY cắt hai đường thẳng ZT và UV tại A và B. Viết tên hai cặp góc so le trong và viết tên bốn cặp góc đồng vị. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hai đường thẳng ZT và UV ha. Đây là đường thẳng XY ha. Vậy là XY đã cắt ZT và UV tại hai điểm là A và B nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đánh số thứ tự của các góc để chúng ta làm bài dễ hơn ha, dễ gọi tên các góc không. Vậy cô sẽ gọi đây là góc 1, 2, 3 và 4. Thì ở đây cô sẽ đánh nhau 1, 2, 3 và 4. Vậy là mình có XY sẽ cắt ZT tại A và XY cắt UV tại B và tạo ra bốn góc như này. Đầu tiên là ở câu A. Câu A người ta yêu cầu mình kể ra hai cặp góc so le trong ha. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn này,
Để tìm được hai cặp góc so le trong thì chúng ta sẽ tìm ở phía trong của hai đường thẳng đúng không? Vậy là phía dưới này mình bỏ đi. Phía trên này mình cũng bỏ đi, mình chỉ xét ở vùng chính giữa này thôi. Từ đây lại đây. Vậy là mình có bốn góc là A1, A4, B3 và B2 đúng chưa? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xem góc A1 trước ha. Góc A1 này. A1 sẽ so le trong với góc này nhỉ? Góc A1 nằm phía trong này, chúng ta chỉ xét bốn góc này ở phía trong này thôi ha. Đây, từ đây lại đây thôi ha. Nha. Vậy chúng ta sẽ xem này. A1 ở đây. Vậy so le tức là nó phải A1 nằm ở phía bên trái của đường thẳng XY thì chúng ta phải tìm một góc B nằm ở dưới này và nằm ở phía bên phải của đường thẳng XY đúng không? Vậy thì chúng ta có B2 đúng chưa? Này nó nằm trong vùng chữ Z thấy không? Z nè. Hai góc này là so le trong ha. Em cô xin lỗi, A1 ở đây ha. A1 của mình bên này. A1 bên này là A1 sẽ nằm phía bên phải của đường thẳng XY. Vậy thì chúng ta sẽ tìm một góc nằm ở phía bên trái của đường thẳng XY và phần phía trong của hai đường thẳng ZT và UV đúng không? Nằm phía trong là trong khoảng này. Vậy là mình sẽ tìm được góc là góc B3 đúng chưa nào? Tiếp theo là góc A4. Giờ chúng ta mới xét đến góc A4 này ha. Góc A4 nằm ở phía bên này là nằm phía bên trái của đường thẳng XY. Vậy thì chúng ta sẽ tìm một góc nằm ở bên phải của đường thẳng XY ha. Và phải nằm phía trong của đường thẳng ZT và UV tức là nằm trong khoảng này. Vậy thì chúng ta chỉ có góc B2 đúng thế nào? Góc B2 vừa nằm phía bên phải của đường thẳng XY mà lại nằm phía trong của hai đường thẳng ZT và UV ha. Vậy thì mình sẽ có là A4 và B2 sẽ so le trong đúng chưa nào? Rồi, chúng ta vừa tìm xong được hai cặp góc so le trong. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm bốn cặp góc đồng vị ha. Rồi, đầu tiên cô sẽ xác định là góc A1 ha. Góc A1. Góc A1 nằm ở dưới đường thẳng ZT và nằm ở phía bên phải của XY đúng chưa? Vậy mình sẽ nhìn phía bên phải của XY thì có ở góc B có cái hai góc là góc B1 và B2. Và góc A1 nằm dưới đường thẳng ZT cho nên mình sẽ tìm một đường cái góc mà nằm dưới đường thẳng UV và là góc B1 đúng chưa nào? Vậy là chúng ta có góc A1 và góc B1 là đồng vị ha. Rồi. Tiếp theo. Xét tiếp góc tiếp theo là góc A2. Chúng ta thấy này, A2 nằm ở phía bên phải của XY. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ tìm ở dưới góc B thì mình sẽ tìm góc nào nằm bên phải nhỉ? Có hai góc bên này đúng không? Rồi, A2 của mình nằm phía trên đường thẳng ZT, vậy thì mình sẽ tìm cái góc nằm phía bên phải của XY mà nằm phía trên của đường thẳng UV, vậy là chỉ có góc B2 thôi đúng không? Vậy mình có A2 và B2 là hai góc đồng vị ha. Tiếp theo, mình xét đến góc A3. Vậy thì mình sẽ xem A3 nằm ở phía bên trái của đường thẳng XY, đúng chưa nào? Và A3 là nằm phía trên của đường thẳng ZT, vậy thì mình sẽ tìm một góc cùng nằm ở phía bên trái của đường thẳng XY này là có góc A3 và A4. Vậy góc nằm trên đường thẳng UV là có B3 đúng không? Vậy mình sẽ có là A3 và B3 là hai góc đồng vị ha. Tiếp theo là góc A4 thì chúng ta thấy này, A4 nằm phía bên trái của đường thẳng XY.
và nằm phía dưới của đường thẳng ZT, đúng chưa? Bởi vậy mình sẽ tìm một góc ở ở điểm B thì mình có nằm phía bên bên trái của đường thẳng XY là phía bên này. Và nằm bên dưới của đường thẳng UV thì có góc B4, bởi vậy có A4 và B4 là đồng vị ha. Rồi, vậy là chúng ta làm xong bài chấm hỏi 1 ha. Chúng ta qua phần tiếp theo, đó chính là phần tính chất ha. Hai ngõ tính chất. Rồi, để vào được phần tính chất chúng ta xét chấm hỏi 2. Chấm hỏi 2 cho chúng ta như sau, cho hình 13 và người ta cho A4 bằng B2 và bằng 45 độ. Có hai yêu cầu, đó là A và ba yêu cầu là A, B và C. Hãy tính góc A1 và B3. Câu B là tính góc A2 và B4. Câu C là hãy viết ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo và số đo của chúng. Vậy thì chúng ta cùng tìm ha. Bây giờ cô sẽ vẽ cái hình ảnh đó ra ha. Mình có A4 bằng với B2, B2 và bằng 45 độ, đúng chưa? Rồi, người ta yêu cầu mình tính góc A1, câu A. Câu A, người ta yêu cầu mình tính góc A1 và góc B3. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét ra. Mình nhìn này. Thích thấy này. Góc A1 và A4 liên hệ gì với nhau nhỉ? Hai góc này như thế nào nhỉ? Nằm ở vị trí như thế nào nhỉ? Hai góc kề bù đúng chưa nào? Hai góc A1 và góc A4 là hai góc kề bù. Mà hai góc kề bù thì mình có tính chất gì nhỉ? Hai góc kề bù thì có tổng số đo là bằng bao nhiêu nhỉ? 180 độ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có góc A1 cộng góc A4 là bằng 180 độ vì hai góc này nằm ở vị trí kề bù ha. Rồi. Vậy thì mình sẽ có, mình biết được góc A4 bằng 45 độ rồi, mình sẽ tìm ra được góc A1 đúng không? Suy ra A1 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A4 đúng không? Và mình thay số vô luôn ha. 180 độ trừ đi 45 độ. Vậy chúng ta sẽ có kết quả của mình là 135 độ ha. Rồi. Vậy là mình đã tìm được góc góc A1 ha. Tiếp theo mình sẽ tìm góc AB. AB3. B3 là góc này. Vậy thì mình đã biết được góc B2 rồi. Mình sẽ xem B3 và B2 cũng là hai góc kề bù, bởi vậy hai góc này cộng lại sẽ bằng 180 độ đúng chưa nào?
chúng ta sẽ suy ra đó là mình tính góc B3 đúng không? B3 sẽ bằng mình thay số vào mình sẽ được 180 trừ đi 45 bằng 135 độ ha. Rồi vậy là chúng ta vừa làm xong câu A ha. Chúng ta tiếp tục làm qua câu B. Câu B yêu cầu chúng ta tìm góc A2 và B4. Rồi, mình nhìn góc A2. Góc A2 là góc ở đây đúng chưa? Vị trí này. Vậy thì mình chú ý cho cô là góc A4 là mình đã biết được là nó bằng 45 độ. Mà góc A2 với góc A4 có vị trí gì đặc biệt nhỉ? Chúng ta đã học hai góc đối định rồi đúng chưa nào? Hai góc này có đối định không nhỉ? Đối định đúng không nhỉ? Có góc A2 và góc A4 là đối định. Suy ra hai góc này như thế nào với nhau? Hai góc đối định thì bằng nhau đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta có này. Góc A2 và A4 là bằng vậy nha. Thôi, đây kia có A2 và A4 là hai góc đối định đúng chưa nào? Cho nên chúng ta sẽ suy ra góc A2 và A4 như thế nào nhỉ? A2 bằng A4 và bằng nhiêu nhỉ? Bằng 45 độ đúng nha. Rồi, vậy là chúng ta vừa tìm xong góc A2. Chúng ta qua tìm góc B4. B4, chúng ta tìm góc B4 ở đây. Vậy thì chúng ta chú ý cho cô là góc B2 mình đã biết rồi. Góc B2 và góc B4 thì như thế nào nhỉ? Cũng đối định với nhau và hai góc đối định thì bằng nhau thì chúng ta lại phải có nè. Góc A2 và góc B4 là hai góc đối định đúng như thế nào? À quên, B2 và B4 ha. Ta có là B4 và B2 là hai góc đối định đúng như thế nào? Suy ra góc B4 sẽ như thế nào với B2 nhỉ? Bằng B2 và bằng 45 độ. Rồi. Chúng ta còn câu C nữa cho nên cô xóa phần này ha. Rồi, chúng ta tiếp tục câu C. Câu C là hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại và tìm số đo của chúng. Vậy là cặp góc đồng vị thứ nhất của chúng ta là góc này. Đây có góc. Chúng ta vậy chúng ta sẽ kể tên ba cặp góc đồng vị ha. Vậy thì chúng ta có góc B1 thì đồng vị với góc A1 đúng chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ xem này, góc A1 thì đồng vị với góc B1 đúng chưa? Và A1 thì
chưa có số đo cho nên chúng ta sẽ tính ha. A1 và B1 ha. Rồi, mình có A2 đồng vị với B2 đúng chưa nào? A3 đồng vị với B3 đúng chưa? Và A4 đồng vị với B4. Vậy là mình đã có những góc, đó là góc mình tìm được góc A1 rồi nè. Mình có này, góc A1, góc A1 của mình là bằng 135 độ. Góc B1 của mình là bằng bao nhiêu? Góc B1 chưa tính đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ tính góc B1 ha. Rồi, góc B1 của cô này, cô có góc B1 sẽ kề bù với góc B2 đúng chưa? Cho nên cô có B1 cộng B2 là bằng 180 độ này. Cô sẽ tính góc B1 ha. Sẽ có này, B1 cộng với góc B2 là bằng 180 độ. Vì hai góc này là hai góc kề bù ha. Suy ra góc B1 của cô sẽ bằng 180 độ trừ đi góc B2 đúng không? B2 và bằng 180 độ trừ 45 độ đúng không? Và kết quả của cô là 135 độ. Vậy là cô thấy này, cặp góc đầu tiên của cô là A1 và B1 đúng chưa? Là hai góc đồng vị. Thì cô thấy này, hai góc này bằng 135 độ. Rồi, tiếp theo. Cô góc A2 là bằng 45 độ và đồng vị với góc B2 đúng không? Hai góc này đồng vị với nhau và cùng bằng 45 độ là mình đã tìm được góc A2 rồi, đúng chưa? A2 và B2 là đồng vị và mình tìm được góc rồi, đúng chưa? Tiếp theo là hai góc này cùng bằng 45 này. Tiếp theo góc A3. Chúng ta chưa tìm A3 đúng không? A3 của mình. Tôi có này. A3 và A4 thì như thế nào nhỉ? A3 cộng A4 sẽ bằng 180 độ. Vì sao nhỉ? Vì hai góc này là hai góc kề bù. Nha. Suy ra góc A3 sẽ bằng 180 độ trừ đi A4 là trừ 45 độ và bằng 135 độ. Rồi. Vậy B3 của cô bằng bao nhiêu? B3 cô tìm chưa nhỉ? B3 cô cũng bằng 135 độ đúng không? B3 này. B3 là bằng 135 độ. Để cô tìm ở câu A đó ha. Đây là ở câu A ha. Nha. Vậy thì cô thấy là cặp góc A3 và B3 của cô này, A3 là bằng 135, B3 của cô cũng bằng 135. Vậy hai cái cặp góc đồng vị của cô này nó lại bằng nhau tiếp. Nha. Tiếp theo cặp góc A4 và B4 ha. A4 của cô là bằng 45 độ ha. Đúng chưa? Vậy B4 của mình bằng bao nhiêu nhỉ? B4 là đối đỉnh với B2 mà B2 bằng 45 cho nên B4 cũng bằng 45 đúng không? Như thế nào? Vậy thì chúng ta thấy cặp góc đồng vị cuối cùng của mình cũng bằng nhau. Vậy thì chúng ta có một cái tính chất như sau. Nếu hai đường thẳng, nếu đường thẳng C này cắt hai đường thẳng AB và trong các cặp góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì mình có là cặp góc
so lấy trong còn lại là gốc A1 và B3 cũng bằng nhau. Và các cặp góc đồng vị sẽ bằng nhau. Vậy thì mình sẽ qua phần tính chất ha. Yeah. Vậy là mình nếu mà mình có đường thẳng C cắt các hai đường thẳng A và B, và trong các cặp góc tạo thành thì có cặp góc đó là cặp góc xoay trong là A4 và B2 và A4 bằng với B2 thì mình sẽ suy ra được có hai tính chất. Tính chất thứ nhất là các cặp góc so le trong còn lại bằng nhau ha, tức là góc A1 của mình sẽ bằng góc B3 ha. Rồi, và các cặp góc đồng vị bằng nhau, vậy là mình sẽ có A4 bằng B1, A2 bằng B2, A3 bằng B3 và A4 bằng B4. Vậy các em để ý cho cô, khi chúng ta có một đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B, sao cho chúng ta có một cặp góc so le trong bằng nhau, thì chúng ta sẽ suy ra cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau và các cặp góc đồng vị bằng nhau ha. Rồi chúng ta sẽ học cái tính chất ở trong sách giáo khoa ha. Và đây là cô tóm tắt lại. Chúng ta sẽ qua một cái ví dụ nhỏ để củng cố bài học hôm nay ha. Rồi, câu A là yêu cầu chúng ta là rồi ta sẽ cho mình hình vẽ như hình đây, và mình cho góc A1 bằng góc B3 và bằng 130 độ. Người ta yêu cầu mình là kể tên các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và tính số đo của các góc còn lại. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cho A, chúng ta sẽ kể tên các cặp góc so le trong đúng chưa nào. Đây. Rồi,
xoắn lên trong rồi chúng ta sẽ đặt cái thước vào đây. Đúng chưa nào? Cái đường chéo này, cái đường mà cắt hai đường thẳng. Chúng ta sẽ nhìn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ xếp phía trong của hai cái đường thẳng này. Thì chúng ta sẽ có góc A1 và góc A4, B3 và B2 là nằm phía trong của hai cái đường thẳng. Đường thẳng này cô gọi là đường thẳng A, đường thẳng B và đường thẳng cắt này cô gọi là đường thẳng C ha. Vậy thì mình sẽ xét hai góc nằm ở hai phía. Thì chúng ta có A1 sẽ xoay le trong với góc A3 đúng chưa nào? A1 và A3. Dạ. Tiếp theo. Xong A1 thì chúng ta gửi cả A4. A4 là nằm phía trong của hai đường thẳng A và B. Vậy chúng ta sẽ xem nó so le với góc nào ở dưới này đúng chưa? Vậy so le tức là nó nằm khác phía thì mình có B2 đúng chưa nào? Vậy có A4 và B2 sẽ so le trong với nhau. Dạ, yeah, mình có hai cặp góc so le trong. Tiếp theo là bốn cặp góc đồng vị đúng chưa? Vậy mình sẽ kể ra ha. Đồng vị thì chúng ta sẽ xét cùng nằm một bên và cùng nằm phía trên hay phía dưới đúng không? Bây giờ chúng ta xét nằm phía bên phải trước. Phía bên phải của mình thì có góc A1, A2, B1 và B2. Tiếp theo nằm ở phía trên của đường thẳng A thì có góc A2. Nằm phía trên đường thẳng thẳng B thì có góc B2. Vậy chúng ta sẽ có A2 và B2 là đồng vị nha. Tiếp theo. Chúng ta vẫn xét phía bên phải của đường thẳng C thì chúng ta sẽ có góc A1 nằm ở phía bên dưới của đường thẳng A. Thì mình sẽ tìm góc nằm ở bên dưới đường thẳng B là B1. Vậy mình có A1 và B1 là hai góc đồng vị ha. A1 và B1 là hai góc đồng vị. Tiếp theo. Mình sẽ xét xong phía bên phải của đường thẳng C thì chúng ta xét bên trái của đường thẳng C. Vậy phía bên trái của đường thẳng C có bốn góc, đó là góc A3, A4, B3 và B4. Thì chúng ta sẽ xét được cái góc nằm phía trên đường thẳng thẳng A trước, đó là góc A3 ha. Có A3 này. A3 thì nằm trên đường thẳng A, bởi vậy mình sẽ tìm góc B ở dưới và nằm trên đường thẳng B, đó là góc B3 ha. Vậy A3 và B3 của mình là đồng vị. Tiếp theo, xét góc A4. A4 nằm phía bên trái của đường thẳng C và nằm bên dưới của đường thẳng A. Vậy mình tìm góc nằm phía bên trái của đường thẳng C và nằm bên dưới của đường thẳng B, tức là góc B4. Thì mình sẽ có góc A4 và B4 là hai góc đồng vị đúng không? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu B. Câu B là yêu cầu các em là tính số đo các góc còn lại. Mà các em để ý cho cô cái hình này. Hình này thì chúng ta có góc A1. A1 đây. Đúng chưa? Bằng với góc B3 đây. Vậy hai góc này, A1 và B3. Đây là B3 nha. A1 và B3 là hai góc so le trong. Vậy mình có này, đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B, và trong các cặp góc tạo thành thì mình có một cặp góc so le trong bằng nhau. Bởi vậy mình sẽ có này, ta có ha. Đường thẳng C cắt đường thẳng A và đường thẳng B là thứ nhất. Và mình có góc A1 và B3 này, A1 và B3 là bằng nhau và bằng 130 độ. Mà A1 và B3 là hai góc như thế nào nhỉ? Là hai góc xoay lê trong đúng không?
Từ ba điều này thì mình suy ra được đó là những điều sau. Là mình sẽ suy ra được cặp góc đồng vị còn lại là A4 và B2 là bằng nhau đúng chưa? A4 và B2 là bằng nhau. Đúng chưa? Đúng chưa nào? Tiếp. Và mình suy ra được các cặp góc đồng vị của mình cũng bằng nhau. Dạ, yeah, cặp góc đồng vị của mình sẽ bằng là mình có A2 bằng B2, B1 bằng A1, A3 bằng B3, A4 bằng B4 đúng chưa? Các cặp góc đồng vị bằng nhau này, suy ra được đó là A1 bằng B1, A2 bằng B2, A3 bằng B3, A4 bằng B4. Vậy thì ở trong này có những cái góc nào rồi, chúng ta sẽ ghi ra luôn ha. A4 bằng B2. Vậy B2 mình tìm được chưa? Chưa đúng không? Vậy là mình có A1. A1 bằng với B1. Mà A1 của mình là bằng 130, cho nên B1 của mình cũng bằng 130 ha. Tiếp theo, A2 bằng B2. A2 bằng B2, mà hai cái này chưa có dữ kiện cho nên chúng ta để đó. A3 bằng B3. A3 bằng B3, mà B3 của mình bằng 130 cho nên chúng ta tìm được A3 ha. Tiếp theo, A4 bằng B4. A4 bằng B4, chúng ta chưa có dữ kiện cho nên chúng ta để lại. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cần tìm đó là dữ liệu về góc B2 ha. B2, A2 và A4 và B4 thôi đúng không? Vậy chúng ta xem này. Ta có góc A1 và góc A2 là hai góc như này nhỉ? Hai góc kề bù đúng chưa? Ta có này góc, ta có A1 và A2 là kề bù cho nên nó cộng lại bằng 180 độ đúng chưa? Kề bù ha. Vậy chúng ta suy ra chúng ta tìm được góc A2 đúng chưa nào? A2 sẽ bằng 180 độ trừ đi góc A1. Tức là 180 độ trừ đi A1 của mình là bằng 130 độ ha. Và kết quả là 50 độ. Vậy mình có A2 bằng 50 độ. A2 bằng 50 độ ha. Vậy mình sẽ tìm được A2. Mà A2 là bằng B2. Chúng ta điền vào đây ha. Bằng 50 độ. Đúng chưa nào? Mà A4 của mình lại bằng B2. Vậy B2 của mình bằng 50 đúng không? Thì mình sẽ bằng 50 độ. Tiếp theo, A4 của mình là bằng 50 độ nhưng mà A4 lại bằng B4 thì chúng ta sẽ có kết quả là bằng 50 độ. Vậy cuối cùng chúng ta đã tìm được tất cả các cặp góc ha. Đúng chưa nào? Vậy là chúng ta chỉ cần khi mà mình có hai đường thẳng như thế này. Cắt một đường thẳng C, cắt hai đường thẳng và trong các cặp góc tạo thành mình sẽ có hai cái góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau và những cặp góc đồng vị cũng bằng nhau ha. Các cặp tự bằng với nhau á. Tức là hai góc A2 và B2 là đồng vị thì hai góc đó bằng nhau. Góc B1 và A1 đồng vị thì hai góc A1 và B1 bằng nhau. Rồi, vậy là qua bài này các em nhớ cho cô về vị trí của hai góc so le trong, hai góc đồng vị là như thế nào, xác định được cô cho cô là các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị và nhớ cho cô tính chất ở mục số 2 là khi có một đường thẳng C cắt hai đường thẳng A và B tại hai điểm A B thì trong các cặp góc tạo thành mà có một cặp góc ở vị trí so le trong bằng nhau thì chúng ta lại có được là cặp góc so le trong còn lại cũng bằng nhau, các cặp góc đồng vị cũng bằng nhau ha. Đó, là chúng ta làm được bài này.
Rồi, chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây. Và các em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những bài học tiếp theo. Những cái link của những cái bài giảng và bài giải tiếp theo cô cũng để ở phía dưới phần mô tả. Các em bấm vào phần hiển thị thêm để xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.